Chùa tu tập thầy đi lâm nhau ngoài đường người ta đánh thầy đó, đánh thì quánh lại cho chết mẹ luôn. Chắc mày đánh tao hiền tao để cho mày đánh. Không đi nè quý vị ơi. Hai vậy? Cho em 50.000 đổ xăng cho thầy. Xin 50.000 không cho hả? Má mày để tao tu à, mày đừng để tao làm danh hồ à, chết mẹ bây giờ. Trời ơi, xin 50.000 mà chửi quách là chửi vậy đó.